ngay cái ngày mà đưa con táo về trời á. Sản phẩm này cũng có kèn nha, kèn nằm ở chân phải nha anh chị các bạn. Chào anh chị và các bạn, hôm nay em sẽ cập nhật cho anh chị xem thêm một số mẫu hàng bóng phao nữa ha. Thì hôm nay em sẽ cái video này sẽ dành cập nhật chọn các mẫu bóng phao mà hình con cá cho anh chị và các bạn xem ha, để dễ cập nhật. Mẫu nào đẹp thì lấy về bán thôi. Thì cái mẫu hiện tại em đang cầm trên tay đó là mẫu con cá chép ha anh chị và các bạn. Cá chép này là con cá chép to nha anh chị và các bạn. Cá chép to đây, thì em có review sẵn rồi nha. Đó thì có bơm sẵn rồi nè. Thì cái mẫu mã này khá là dễ thương ha anh chị các bạn. Mẫu này mà ngay cái ngày mà đưa con táo về trời á thì cảm thấy rất là đẹp ha, y hệt những cá chép luôn. Kích thước của sản phẩm này thì em cũng đã cập nhật trên website anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn có thể cập nhật trên website em để biết được kích thước ha. Link website thì em để dưới phần mô tả. Rồi, thì nó cũng có một mẫu như thế này nữa anh chị và các bạn. Cái mẫu đó là con cá chép nhưng mà con cá chép loại nhỏ. Con này là con cá chép loại lớn. Thì để anh chị và các bạn phân biệt được con cá chép loại nhỏ hay cá chép loại lớn á, thì anh chị có thể cập nhật cái website của em để xem kích thước nha. Cái mình xem kích thước thì sẽ biết được cái nào lớn cái nào nhỏ ha. Chứ nhiều khi em quay video như thế này á, thì cũng không phân biệt được cái nào lớn cái nào nhỏ đâu anh chị và các bạn. Đó. Rồi. Cái mẫu thứ hai em muốn cập nhật cho anh chị các bạn xem đó là mẫu con cá heo. Con cá heo. Thì có những cửa hàng những shop thì gọi là tên con cá heo. Nhưng mà có những cửa hàng, những shop thì gọi là con cá phao, cá pháo, cá phóng anh chị các bạn, cá phóng. Thì tên gọi thì không quan trọng. Quan trọng là anh chị và các bạn có thể cắt chụp ảnh lại ha. Cảm thấy đẹp thì gửi đến những cửa hàng mà cảm thấy dễ thương thì mua dùm em ta chơi ha. Rẻ thì mua gì bán. Đây, thì một cục như thế này nó cũng đóng gói là 12 con nha anh chị và các bạn. 12 con. Và cái sản phẩm này nó có hai màu nha, và màu hồng. Màu hồng và màu xanh nước biển. Đây. Đây là một cục cũng đóng gói là 12 con. Nó màu hồng anh chị các bạn. Đó. Thì nó có hai màu, màu hồng và màu xanh. À, xanh nước biển ha. Xanh nước biển. Sản phẩm này cũng có kèn nha, kèn bóp ra nha anh chị các bạn. Đó. Rồi. Cái mẫu tiếp theo em muốn cập nhật cho anh chị xem là cái mẫu gì. Đây là cái mẫu này. Cái mẫu này là mẫu gì? Mẫu này là mẫu cá cơm nha anh chị nha các bạn. Con cá cơm. Đó. Con cá cơm thì nó cũng có 4 màu nha anh chị các bạn. 4 màu. Màu hồng. Ha. Màu hồng nè. Rồi màu đỏ. Màu đỏ. Màu xanh nước biển. Và màu cam ha. Thì nó có 4 màu. Thì sản phẩm này nó cũng có kèn. Nó không có kèn nha anh chị các bạn. Nó có lục lạc. Đây con cá, để lấy cá màu hồng này cho dễ nhìn thấy lục lạc bên trong ha. Đây cái lục lạc bên đây. Mình lắc là nó sẽ kêu anh chị các bạn, nó kêu ha. Thì mẫu mã cũng khá là dễ thương đó. Đây là màu xanh đã bơm sẵn đó anh chị các bạn ha. Nhìn cũng khá là đẹp. Thì con cá màu cam này cũng vậy thôi. Nó cũng giống như những con cá mà em đã bơm sẵn đó thôi. Nhưng mà tại chưa có bơm lên ha. Rồi anh chị và các bạn cập nhật ha. Cái mẫu tiếp theo em muốn review đó là mẫu gì? Đó là mẫu con hươu cao cổ. Hươu cao cổ nha anh chị và các bạn. Hươu cao cổ. Ở đây em tính cập nhật cái video khác nhưng mà còn có hai con nữa, sẵn em cập nhật cho anh chị các bạn xem luôn. Đây là con hươu cao cổ ha. Hươu cao cổ thì hươu cao cổ nó có hai màu nha, một loại màu đỏ, một loại màu vàng. Đó, thì loại màu vàng, màu đỏ thì nó cũng ná gì thôi. Anh chị và các bạn có thể xem cái thước tại website ha. Đó, cái cò bơm thì dưới này. Cò bơm ở dưới bụng ha. Sản phẩm này cũng có kèn nha, kèn nằm ở chân phải nha anh chị các bạn, chân phải. Rồi. Cái mẫu tiếp theo em muốn giới thiệu cho anh chị các bạn đó là mẫu gì? Đó là mẫu con thỏ đồng ha. Đây, một cục như thế này nó cũng là 12 con nha, anh chị lưu ý cho em nha. Tất cả bóng phao đều một cục là 12 con. Nhưng mà có cái loại mà loại búa dài ha, búa dài hưu dài á, hay là búa hưu á. Đó, thì nó có một cục nó chỉ có 10 con thôi. Thỏ đầm là sao? Thỏ đầm là như nó có cái đầm xè nè anh chị các bạn, đầm xè nè. Đó. Thì hình hài tùy theo mỗi shop gọi thôi. Có shop thì gọi thỏ, có shop thì gọi thỏ đầm, có shop thì gọi thỏ dài tùm lum nhá. Thì mình quan trọng là mình cắt cái hình ảnh đó anh chị các bạn. Quan trọng là có cái hình ảnh nè, anh chị các bạn dễ cập nhật. Bây giờ mình cắt tấm ảnh mình gửi đi, mình hỏi là mình biết được nó dễ hơn ha, biết thỏ dài thỏ này kia. Tùy theo shop gọi thôi.
kèn cũng có ha, kèn nằm ở đây nha anh chị các bạn, nằm ngay chỗ này ha. À, kèn nằm ngay cổ nè. Rồi, kèn này mới cổ anh chị các bạn. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha.